hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bắt đầu hầu tòa. Theo dự kiến, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xử các bị cáo liên quan thương vụ AVG từ sáng ngày 16 tháng 12 cho đến ngày cuối cùng của năm 2019. Trong vụ án này, 14 bị can bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Theo ghi nhận, ngay từ sáng nay, các bị cáo chính trong vụ án là cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, 66 tuổi, Trương Minh Tuấn, 59 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Mobifone Cao Duy Hải, 58 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên Mobifone Lê Nam Trà, 58 tuổi, đều đã có mặt tại phiên tòa. Hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son cùng bị truy tố về hai tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Ở tội thứ nhất, hai cựu Bộ trưởng cùng 11 bị can khác bị truy tố theo khoản 3 điều 220 Bộ luật hình sự 2015, khung hình phạt 10 phần 20 năm tù. Ở tội nhận hối lộ, hai ông cùng hai người khác bị truy tố theo khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự 2015. Khung hình phạt lên đến tử hình. Người duy nhất bị truy tố về tội đưa hối lộ là ông Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị AVG. Trước đó, Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG và đề nghị truy tố 14 bị can với 3 tội danh: vi phạm quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã khai nhận trong quá trình thực hiện dự án, ông Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị AVG đã nhiều lần liên lạc, gọi điện thoại, nhắn tin cho ông Nguyễn Bắc Son để hối thúc, mong muốn ông Son chỉ đạo sớm bán được cổ phần. Sau khi hoàn thành dự án Mobifone thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho AVG, ông Phạm Nhật Vũ đã đến nhà riêng tại số 36C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, Hoàng Kiếm, Hà Nội, đưa cho ông Son 3 triệu USD. Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận tiền, ông Son khai đưa cho con gái là Nguyễn Thị Thu Huyền trong những lần Huyền từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thăm gia đình. Số tiền được chia ra 10 lần đưa, mỗi lần 300.000 USD đến 400.000 USD nhưng không có tài liệu chứng minh. Ngoài ra, ông Nguyễn Bắc Son còn thừa nhận vào dịp lễ Tết đã nhận tiền của Cao Duy Hải, Tổng Giám đốc Mobifone 200 triệu đồng dịp ngày 30 tháng 4 năm 2015 và số tiền 200.000 USD của Lê Nam Trà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Mobifone dịp Tết âm lịch năm 2016. Ngay sau khi ông Nguyễn Bắc Son khai nhận 3 triệu USD lại qua 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ, cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Thị Thu Huyền vì có liên quan đến việc tẩu tán tài sản. Tại cơ quan điều tra, con gái ông Son đã phủ nhận lời khai của bố mình là ông Nguyễn Bắc Son. Bà Huyền nói rằng chỉ ra Hà Nội thăm bố mẹ và vợ chồng ông Son có vào thành phố Hồ Chí Minh thăm và Huyền vài lần và bà không nhận bất cứ khoản tiền nào từ ông Nguyễn Bắc Son. Kết quả đối chất với ông Nguyễn Bắc Son, bà Huyền vẫn giữ nguyên lời khai không nhận tiền, kết luận điều tra nêu. Ông Nguyễn Bắc Son sinh năm 1953 tại Hà Nội. Ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông từ năm 2011 đến 2016. Ông Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khai nhận quá trình thực hiện dự án ông Phạm Nhật Vũ đã nhiều lần liên hệ gọi điện, nhắn tin thúc giục ông Tuấn tạo điều kiện thực hiện nhanh dự án. Sau khi hoàn thành xong dự án, ông Phạm Nhật Vũ đã đến phòng làm việc tại tầng 2, số 18 Nguyễn Du, quận 2 Bà Trưng, Hà Nội, đưa cho ông Tuấn số tiền 200.000 USD. Ông Tuấn nhận thức được việc Phạm Nhật Vũ đưa tiền cho ông Tuấn vì ông đã tham gia dự án, ký quyết định 236. Số tiền này được ông Tuấn sử dụng vào việc cá nhân. Ông Tuấn xin nộp số tiền 2,12 tỷ đồng trong tài khoản cá nhân tại VPBank, chi nhánh Ngô Quyền để khắc phục hậu quả. Hiện cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản số tiền này. Ngoài ra, hai cựu lãnh đạo Mobifone, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Mobifone Lê Nam Trà và Cao Duy Hải, nguyên thành viên Hội đồng Quản trị Mobifone cũng có liên quan vụ việc.